Xin chào quý vị và các bạn cùng đến với Vlog bóng đá của chúng tôi. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Bao Thái Lan, thua cả 3 trận, đội tuyển Việt Nam vẫn là số 1 Đông Nam Á. Tờ Thai Rat phản ứng bất ngờ về thứ hạng của đội tuyển Việt Nam và Thái Lan trên bảng xếp hạng FIFA tháng 10 năm 2023. Trong FIFA Day tháng 10 năm 2023 vừa qua, đội tuyển Việt Nam để thua cả 3 trận trước các quân xanh, đội tuyển Trung Quốc 0-2, đội tuyển Uzbekistan 0-2 và đội tuyển Hàn Quốc 0-6. Cũng trong thời gian này, đội tuyển Thái Lan có chuyến du đấu ở châu Âu và màn so tài với hai đối thủ chất lượng. Đội bóng xứ sở chùa vàng để thua đậm với tỷ số 0-8 trước đội tuyển Georgia và hòa kiên cường 1-1 trước Estonia. Dù không có được kết quả tốt nhất nhưng sau loạt trận đấu này, các cầu thủ đội tuyển Thái Lan lẫn đội tuyển Việt Nam đều có cơ hội cọ sát, tích lũy kinh nghiệm để chuẩn bị cho các giải đấu trong tương lai. Đáng chú ý, trên bảng xếp hạng FIFA mới được công bố sau dịp FIFA Day tháng 10, đội tuyển Việt Nam đã tăng lên một bậc so với tháng trước, từ 95 lên hạng 94 của thế giới, xếp thứ 15 châu Á và tiếp tục duy trì vị trí số 1 tại Đông Nam Á. Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan vẫn giữ nguyên thứ hạng 112 trên bảng xếp hạng FIFA và thứ 21 châu Á và vẫn đứng thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á. Bình luận về cập nhật mới nhất trên bảng xếp hạng FIFA Days tháng 10 năm 2023, một trong những tờ báo thể thao hàng đầu Thái Lan, Thai Rat, gây chú ý khi đề cập đến sự thăng tiến của đội tuyển Việt Nam. Tờ Thai Rat mở đầu: ngày 26 tháng 10, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã công bố kết quả bảng xếp hạng FIFA mới nhất sau khi chuỗi ngày FIFA Day tháng 10 năm 2023 chính thức khép lại. Đội tuyển Thái Lan vẫn đứng thứ 112 thế giới sau một trận thua, một trận hòa. Trong đó, đội của chúng ta thua 0-8 đội tuyển Georgia. Trận tiếp theo, Thái Lan hòa 1-1 trước đội tuyển Estonia. Đội vẫn giữ vị trí số 2 Đông Nam Á. Nhắc đến sự thay đổi về thứ hạng của đội tuyển Việt Nam, tờ báo Thái Lan chia sẻ: trong khi đó, đội tuyển Việt Nam thua cả 3 trận trong tháng 10, thua 0-2 trước đội tuyển Trung Quốc, 0-2 trước Uzbekistan và 0-6 trước Hàn Quốc. Dù thua cả 3 trận nhưng thứ hạng của họ trên bảng xếp hạng FIFA lại tăng một bậc, từ hạng 95 lên hạng 94 thế giới và đội tuyển Việt Nam vẫn tiếp tục là số 1 Đông Nam Á. Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện viên Philippe Chuzier sẽ hội quân trở lại vào đầu tháng 11 sau khi các cầu thủ hoàn tất lượt trận đấu thứ 3 tại V-League mùa giải 2023-2024 để chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Thua Uzbekistan, còn có cơ hội nào cho đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng loại Olympic Paris 2024? Thất bại trước đội tuyển nữ Uzbekistan khiến cánh cửa đi tiếp của đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024 đã gần như khép chặt, cho dù phía trước vẫn còn 2 trận đấu nữa. Nhật Bản quá mạnh và đã được chứng minh khi họ thắng đậm Ấn Độ với 7 bàn không gỡ. Thực tế, trước khi bước vào vòng loại thứ 2 môn bóng đá nữ Olympic Paris 2024, mục tiêu của đội tuyển nữ Việt Nam là hướng đến vị trí thứ nhì bảng C để hy vọng tranh một suất nhì duy nhất ở 3 bảng để tiến vào vòng playoff. Điều kiện được đặt ra là thầy trò huấn luyện viên Malik Chung phải thắng 2 trận trước Uzbekistan và Ấn Độ, đồng thời không thua quá đậm trước Nhật Bản ở lượt đấu cuối. Tuy nhiên, hy vọng tiến vào vòng loại thứ 3 của đội tuyển Việt Nam đã trở nên mong manh hơn sau khi nhận thất bại trước Uzbekistan ở lượt trận đấu mở màn. Một chút tiếc nuối cho đoàn quân của huấn luyện viên Malik Chung khi thua sát nút đối thủ trong trận đấu mà hầu như một lần đưa bóng đến cột dọc, trong lúc có một số cơ hội ăn bàn rõ nét khác lại không tận dụng được. Dù vậy, đây cũng có thể coi là chiến thắng xứng đáng của chủ nhà Uzbekistan khi họ triển khai một thế trận hợp lý. Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn 2 trận đấu phía trước. Về lý thuyết, Huỳnh Như và đồng đội vẫn có thể giành vé dự vào playoff nếu như thắng cả 2 trận đấu còn lại. Phải khẳng định, chỉ có thể thắng cả 2 trận đấu còn lại, thậm chí phải thắng đậm thì đội tuyển nữ Việt Nam mới mở rộng cánh cửa đi tiếp. Dù vậy, đây được coi là nhiệm vụ bất khả thi. Cho rằng bất khả thi là bởi đội tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn hướng đến một trận thắng đậm trước Ấn Độ, nhưng việc đạt mục tiêu 3 điểm trước đội tuyển nữ Nhật Bản là gần như không thể. Đội bóng xứ sở mặt trời mọc quá mạnh, sở hữu đẳng cấp và trình độ chuyên môn vượt trội so với nhiều đoàn quân của huấn luyện viên Malik Chung. Việc hạn chế bàn thua cũng đã là chuyện khó đối với đội tuyển nữ Việt Nam. Dù chỉ có thể hy vọng trên lý thuyết, nhưng người hâm mộ vẫn muốn chứng kiến các học trò của huấn luyện viên Malik Chung ra sân với tinh thần chiến đấu hết mình. Trở thành ý từ đại gia của V-League, huấn luyện viên Chuzier sẽ thêm lần thất vọng hay được nở nụ cười? Câu lạc bộ Công an Hà Nội đang sở hữu nhiều cầu thủ trẻ thuộc diện được huấn luyện viên Chuzier nhắm cho công cuộc đại cải tổ đội tuyển Việt Nam. Trong danh sách tập trung đội tuyển quốc gia tháng 10 này của huấn luyện viên Chuzier, câu lạc bộ Công an Hà Nội có 4 cái tên trẻ là Phạm Văn Luân, Hoàng Văn Toản, Giáp Tuấn Dương, Hồ Văn Cường. Tất cả các cầu thủ này đều được chiến lược gia người Pháp sử dụng rải rác ở các trận đấu Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc. Điều đó cho thấy huấn luyện viên người Pháp đánh giá cao 4 tài năng trẻ của nhà đương kim vô địch V-League cho kế hoạch trẻ hóa đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, việc ông Chuzier tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ thử sức ở đội tuyển quốc gia chỉ là một phần trong quá trình giúp những tài năng này phát triển. Điểm mấu chốt nhất vẫn là họ cần được chơi thường xuyên ở cấp độ câu lạc bộ. Cấp câu lạc bộ mới là cái nôi chính để cầu thủ được thi đấu nhiều, qua đó hoàn thiện khả năng duy trì phong độ. Làm được như vậy, cơ hội chơi đội tuyển quốc gia của Phạm Văn Luân, Hoàng Văn Toản, Giáp Tuấn Dương, Hồ Văn Cường mới trở nên sáng rõ.
Tiếc là tại vòng 1 của V-League 2023-2024, trong khi hầu hết các nhân tố trẻ đang được huấn luyện viên Chuze nhắm tới để cải tổ đội tuyển quốc gia đều được đội V-League khác trọng dụng, thì tại câu lạc bộ Công an Hà Nội lại không. Giác Tuấn Dương, Hồ Văn Cường chưa được đăng ký, còn Phạm Văn Luân, Hoàng Văn Toản cũng chỉ có thể ngồi dự bị khi đội nhà đấu Bình Định. Dẫu sao thì đây cũng là chuyện đã qua. Mùa giải mới trôi qua vòng đầu tiên và chúng ta phải chờ đợi xem liệu câu lạc bộ Công an Hà Nội có tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ của huấn luyện viên Chuze thi đấu hay không. Như vòng 2 này, câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ đụng độ Hoàng Anh Gia Lai, một đối thủ lúc này không còn quá mạnh do mất nhiều sao và trẻ hóa. Đó sẽ là cơ hội tốt cho câu lạc bộ Công an Hà Nội sử dụng các cầu thủ trẻ nói trên nếu họ thực sự có định hướng tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ giống như nhiều đại gia tại V-League khác. V-League giàu màu sắc với VAR. Đây đó vẫn còn có những ý kiến phàn nàn chưa hài lòng, nhưng công nghệ trọng tài video VAR đang khiến cho cuộc đua tại V-League giàu màu sắc hơn. Sức ép với các trọng tài cũng giảm bớt, yếu tố có thể khiến V-League bớt đi những màn tranh cãi vượt ra ngoài khuôn khổ cuộc chơi. Trên sân hàng đấy hôm 22 tháng 10, câu lạc bộ Công an Hà Nội và Quy Nhơn Bình Định gặp nhau ở vòng 1 V-League. Phút 68, Bình Định tổ chức phản công nhanh và Melo có pha đẩy bóng dọn cỗ để Văn Thuận dứt điểm vào lưới trống. Thời điểm này Công an Hà Nội đang bị dẫn 0-1 và nếu nhận bàn thua thứ hai, đội đương kim vô địch V-League có nguy cơ trắng tay ngay vòng đấu đầu tiên. Tuy nhiên vận may đã mỉm cười với câu lạc bộ Công an Hà Nội khi công nghệ VAR đã từ chối bàn thắng của Văn Thuận với lỗi việt vị và Công an Hà Nội sau đó gỡ hòa một đều ở phút 84 nhờ công của Junio, qua đó giữ lại một điểm đầy quý giá. Trọng tài VAR đã bắt lỗi việt vị thì tôi nghĩ là chính xác và chúng tôi không phản hàn gì về chuyện này. Quy Nhơn Bình Định tuân thủ các quyết định của trọng tài. Chúng tôi thấy rằng khi có VAR thì kết quả trận đấu sẽ đảm bảo sự công bằng. Huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy chia sẻ về quyết định của VAR trong trận đấu. Cũng ở vòng 1 trận đấu giữa câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định và Quảng Nam trên sân Thiên Trường, VAR cũng có những can thiệp kịp thời và phát huy tác dụng. Phút 90+5, VAR vào cuộc xác định lỗi để bóng chạm tay trong vòng cấm của Tăng Tiến và cho đội nhà hưởng quả đá phạt đền. Vua phá lưới mùa giải 2023 Rafaelson sau đó đã không bỏ lỡ cơ hội giúp đội chủ nhà có 3 điểm. Sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Quảng Nam Văn Sĩ Sơn phàn nàn về việc trọng tài cho trận đấu chưa đến phút bù giờ thứ 5, dù trận đấu chỉ bù giờ 4 phút. Thực tế trong 4 phút bù giờ có tới 2 cầu thủ đội khách nằm sân. Vì vậy, việc trận đấu bị lố thời gian là điều hợp lý. Còn về VAR và bàn thua của đội nhà, vị huấn luyện viên này không có phàn nàn gì. Huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn cho biết ông ủng hộ VAR do thế giới đã áp dụng. Cũng ở trận đấu này, VAR còn có một tình huống giúp trọng tài đưa ra quyết định chính xác hơn. Phút 20, Nguyễn Phong Hồng Duy nhận thẻ đỏ từ trọng tài Trung Kiên. Tuy nhiên, sau khi xem xét lại tình huống, ông thay đổi quyết định và chỉ phạt thẻ vàng cảnh cáo đối với cầu thủ đội chủ nhà. Tổng cộng đã có 4 trận đấu ở vòng 1 được áp dụng công nghệ VAR theo công văn VFF gửi cho FIFA. Ngoài 2 cặp đấu kể trên, 2 trận đấu khác có VAR là Hải Phòng gặp Hoàng Anh Gia Lai và Thanh Hóa gặp Hà Tĩnh. Tổng giám đốc VFF kiêm trưởng ban tổ chức V-League Nguyễn Minh Ngọc cho biết, theo nguyên tắc, các trận đấu sử dụng VAR phải được sự cho phép của FIFA. Trong 3 năm sau khi được cấp phép, việc sử dụng VAR các trận đấu phải được FIFA cho phép và giám sát. Được biết, sẽ có những vòng đấu VAR chỉ được áp dụng 2 hoặc 3 trận đấu theo lựa chọn của ban tổ chức, đồng thời được FIFA duyệt. Ngoài ra, VAR hiện mới chỉ được áp dụng từ khu vực Hà Tĩnh trở ra Bắc, dựa theo sự phân bổ của các đội bóng tại V-League. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Vlog bóng đá của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!